Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có đôi lời nhận xét ạ. Chả không biết Bình Thuận thế nào chứ các thành phố bây giờ đang dẹp hàng rong. Mà không biết là chị Thúy, cái gánh hàng rong chị Thúy này có bị dẹp hay không. Nhưng mà nếu mà cảnh sát mà tới cái gánh hàng rong của chị Thúy ấy, thì chắc là không dẹp. Vì người đẹp mà hát hay, hát nói lên được cái nỗi khổ của cái người nghèo khổ. Mà tôi cho đây cái chuyện mà gánh hàng rong bây giờ không phải riêng gì Bình Thuận đâu. Có lẽ ta phải nghiên cứu thế nào hàng vạn, hàng triệu người gánh hàng rong. Nếu mà ta dẹp hàng rong thì ai sống làm thế nào rồi. Cho nên qua cái giọng hát của chị Thúy ấy, tôi thấy cảm thông được cái nghề hàng rong của chị Thúy. Và giọng hay, hàng rong mà hay, chắc là đắt hàng. Dạ, xin được cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và thưa quý vị.